Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tấn công đại sứ quán ở Syria khiến 7 quan chức thiệt mạng, mới đây Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã lên tiếng cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel thực hiện vụ tấn công này. Ngày 8 tháng 4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian và người đồng sáng lập Syria Faisal Mekdad đã dự lễ khánh thành văn phòng lãnh sự quán mới của Iran ở Damascus. Động thái trên diễn ra một tuần sau vụ tấn công được cho là do Israel thực hiện nhằm vào tòa lãnh sự quán Iran tại Damascus. Tòa lãnh sự quán mới nằm cách không xa cơ sở cũ bị phá hủy, ở khu vực Mazre, nơi cũng có các đại sứ quán nước ngoài khác và các văn phòng của Liên Hợp Quốc. Cũng tại buổi lễ, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian phát biểu, "Tôi muốn nói rằng Mỹ phải có trách nhiệm trong việc này." Ngoại trưởng Iran cho biết, việc Mỹ và hai nước châu Âu phản đối nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Iran là dấu hiệu cho thấy Mỹ đã bật đèn xanh cho chế độ Do Thái Israel thực hiện vụ tấn công. Ông Amir Abdollahian cũng nhắc lại cam kết của Tehran rằng họ sẽ đáp trả cuộc tấn công hôm 1 tháng 4, đồng thời đổ lỗi cho Israel đã nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự của Iran, những người vốn ủng hộ Hamas và Hezbollah. Khi được hỏi về cáo buộc trên của ông Amir Abdollahian, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh phủ nhận Washington có liên quan đến vụ tấn công. Bà Singh nhấn mạnh, tôi có thể mạnh mẽ bác bỏ điều đó và nói rằng quân đội Mỹ không liên quan đến cuộc tấn công diễn ra ở Damascus. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nước này không biết trước về cuộc không kích. Tuy nhiên, vào tuần trước, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh đã cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này. Israel đã từ chối đưa ra bình luận về cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran tại Syria. Trước đó, vào ngày 2 tháng 4, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cũng đã bác bỏ những bình luận vô nghĩa của ông Amir Abdollahian rằng Washington phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 1 tháng 4. Trong một bài phát biểu trước công chúng hôm 8 tháng 4, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã nhắc lại những thành tựu chính trị của truyền tướng Mohammad Reza Zahedi, một trong 7 nạn nhân của vụ tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria, đồng thời lên tiếng ủng hộ các hành động trả đũa của Iran, làm gia tăng mối lo ngại rằng chiến tranh sẽ lan rộng ra khắp Trung Đông. Ông Nasrallah tuyên bố, đó là quyền của Iran. Việc Iran phản ứng đối với vụ tấn công Đại sứ quán là điều đương nhiên. Mặc dù Israel thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức quân sự và đồng minh của Iran, nhưng cái chết của truyền tướng Mohammad Reza Zahedi, một trong 7 nạn nhân của vụ tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria, là đòn nặng nề nhất đối với Tehran kể từ sau sự kiện tướng Qasim Soleimani thiệt mạng trong một vụ không kích năm 2020 tại Baghdad. Các cuộc đụng độ giữa Hezbollah và Israel đã bùng nổ dọc biên giới Liban-Israel chỉ một ngày sau cuộc tấn công của Hamas vào Gaza hôm 7 tháng 10. Israel coi Hezbollah là mối đe dọa trực tiếp nghiêm trọng nhất. Nhóm này có hàng nghìn chiến binh thiện chiến từng tham gia cuộc xung đột kéo dài 12 năm ở Syria. Theo ước tính, lực lượng này có khoảng 150.000 tên lửa, bao gồm các loại tên lửa dẫn đường có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Israel. Hiện Washington đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực mới giữa Hezbollah và Israel. Trong một diễn biến khác, Iran cho biết sẽ không đáp trả cuộc tấn công nhằm vào đại sứ quán của nước này ở Damascus nếu Mỹ đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza. Đề xuất được đưa ra khi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin được nối lại giữa Israel và Hamas ở Cairo. Trang tin Jerusalem Post ngày 8 tháng 4 dẫn nguồn tin từ tờ Jadeh Iran cho biết Iran đã thông báo với Mỹ rằng họ sẽ không đáp trả cuộc không kích khiến các chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo thiệt mạng ở Damascus nếu đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Hãng tin trên dẫn một nguồn tin ngoại giao Ả Rập giấu tên cho biết, nếu Mỹ thành công trong việc kiềm chế tình hình, đó sẽ là một thành công lớn đối với chính quyền Biden và chúng tôi có thể hành động dựa trên điều đó. Thông tin này được đưa ra khi các lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin được nối lại giữa Israel và Hamas ở Cairo, Ai Cập, và khi Israel tiếp tục chuẩn bị cho một phản ứng tiềm tàng sau cuộc không kích ở Damascus mà Syria và Iran đổ lỗi cho Israel. Kể từ cuộc không kích, Iran đã liên tục đưa ra lời đe dọa về phản ứng cứng rắn đối với Israel. Truyền thông Mỹ đưa tin tình báo, Mỹ và Israel cho rằng Iran có thể nhắm mục tiêu trực tiếp vào Israel bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử.
Các báo cáo cũng chỉ ra rằng hành động đáp trả có thể diễn ra vào cuối tháng Ramadan. Tham mưu trưởng quân đội Israel Hezi Halevi hôm 7 tháng 4 nhấn mạnh rằng Israel biết cách đối phó với Iran. Ông cho biết, chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này. Chúng tôi có hệ thống phòng thủ tốt và biết cách hành động mạnh mẽ chống lại Iran, cả ở những nơi gần và xa. Chúng tôi đang hợp tác với Mỹ và các đối tác chiến lược trong khu vực. Theo nhận định của mạng tin Iran International ngày 8 tháng 4, đúng là chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vốn ngày càng chịu áp lực phải tìm giải pháp cho việc Israel tấn công không ngừng vào dải Gaza. Chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ lệnh ngừng bắn, ít nhất là ở trong nước, nơi một số cuộc thăm dò cho thấy con đường khó khăn phía trước đối với chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden trong cuộc đối đầu tiềm năng với ông Donald Trump. Về phía Iran, nước này mong muốn được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt vì đã bị lôi kéo vào nhiều cuộc chiến ủy nhiệm trong khu vực, đang làm tốt bằng cách kiềm chế trả đũa Israel và khiến Mỹ bớt tức giận hơn. Trong khi đó, tờ Al Jazeera có trụ sở ở Kuwait đã trích dẫn một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố rằng đề xuất mới nhất của Washington đối với Tehran thông qua nhà trung gian hòa giải là Thụy Sĩ là đề nghị đàm phán trực tiếp với Tel Aviv để đạt được sự hiểu biết chung nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Sau vụ tấn công đại sứ quán ở Syria, các quốc gia vùng vịnh cũng muốn tránh sức nóng từ tình trạng thù địch giữa Israel và Iran càng nhiều càng tốt. Theo nhận định của ông Giorgio Cafirio, phó giáo sư tại Đại học Georgetown, hầu hết các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đều lên án vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Iran tại Syria và xung đột Iran-Israel là điều họ sợ nhất. Được biết, 5 trong số 6 thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã nhanh chóng lên án vụ việc trong bối cảnh các quan chức Ả Rập Vùng Vịnh đang thực hiện các bước ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza càng sớm càng tốt. Các nước này lo ngại xung đột sẽ lan sang Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Kịch bản này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế của các quốc gia và đe dọa an ninh. Ả Rập Xê Út đã chuyển sang áp dụng cách tiếp cận tương tự như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong việc phản ứng với cuộc tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria. Ả Rập Xê Út đã ra một tuyên bố phản đối dứt khoát hành vi tấn công các cơ sở ngoại giao vì bất cứ lý do nào và điều đó là vi phạm pháp luật ngoại giao quốc tế cũng như các quy tắc miễn trừ ngoại giao. Tuy nhiên, chưa bao giờ Ả Rập Xê Út chính thức chỉ đích danh Israel thực hiện cuộc không kích này. Với các thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, còn lại Kuwait, Oman và Qatar không coi Iran là mối đe dọa lớn. Trong 3 thập kỷ qua, Oman và Qatar đã đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa phương Tây và Tehran. Kể từ tháng 10 năm 2023, các nước này đã dùng ngôn từ mạnh mẽ để lên án cuộc chiến của Israel nhằm vào Gaza. Tóm lại, lo sợ rằng sự thù địch giữa Israel và Iran có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Các quốc gia Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh muốn tránh sức nóng càng nhiều càng tốt. Khi Israel gia tăng căng thẳng với Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và các thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh khác muốn Tehran biết rằng họ không liên quan gì đến hành vi như vậy của Israel và đang lên án hành động đó. Tại thời điểm này, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và các thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh còn lại có những lo ngại đáng kể về việc chiến tranh tiếp tục kéo dài ở Gaza và những tác động lan tỏa sẽ đe dọa lợi ích quốc gia ngày càng nặng nề. Vì nhiều lý do, các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh rất muốn một lệnh ngừng bắn được thực hiện ngay lập tức. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.